Hello Vũ Thu Cấm, xin chào quý khách nha. Hiện tại là 3 giờ chiều của ngày mùng 5 tháng 12 năm 2020. Và thì em rất hân hạnh được đón vợ chồng các Phong Hanh ở xã Vĩnh Trân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ để đi dệt bộ trà kể đại chất liệu vũ vụ này. Và trên hình ảnh quý vị đây là bộ trường thủy đại nhé, chất liệu vũ vụ còn của vợ chồng các Phong Hanh ở xã Vĩnh Trân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Anh đã đặt cơ sở đồ gỗ Tùng Tám em là cái thứ 2 tháng rồi, hôm nay xong và vợ chồng bác Bá đã về để kiểm tra phần mộc và đã đạt tiêu chuẩn đúng theo ý muốn của các bác và này đã chính quyền để hoàn thiện bước tiếp theo. Buổi chiều này là các bác đặt em là đục hai mặt và tí quý đục hai mặt tất còn tìm các vai là để chạm mà hết chạm các cả vai. Trường ụ mặt liền là tấm rất là đẹp. Mặt quá đẹp các bạn. Cả bộ mặt quá đẹp anh ạ. Liền tình chính ra một tấm luôn. Đấy. Không tì vết nhá. Không tì vết ạ. Và cái bàn là tíu là được chạm là thuận buồm xuôi gió. Và bác đã đặt cho em là cái bàn tíu là đục thuận buồm xuôi gió. À. Xuôi gió luôn chứ không ngược gió đâu. Rất là đẹp. Và cái đôn cao này là bác đặt là kiểu như quần hội. Đặt chín cái cá này đang quây quần bên đó hoa sen này gọi là kiểu ngư quần hội rất là đẹp. Vâng, mặt bàn liền một tấm hết à, mặt ghế dày là 2 phân đậu gỗ chất liệu gỗ Nam Phi à chất gỗ Lào. Vâng, kèm theo bên trong là một chiếc tủ thờ bằng gỗ mít ta nhé và 100% bằng mít ta và có kích thước là dài 1m77, cao là 1m27 đâu cơ, chỉ đang ký dệt. Và chiếc sập thờ này được là cảnh là mút mít 100% cũng mít được cảnh là bạn đó. Chiếc tủ thờ là mình nhét được 3 cánh và 1 cánh cong ở giữa được cảnh rất là đẹp. À, trên hình ảnh các bạn nhìn đây là chiếc tủ thờ 100% bằng gỗ mita nhá, rất là vằn vẻ, rất là đẹp. Đấy, các bác nào có nhu cầu mà nhà hẹp hẹp muốn dùng một chiếc tủ thờ như của bác Phong Hanh ở Vĩnh Trân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ này thì xin liên hệ cơ sở đồ gỗ Tùng Tám nhá. Đây là chuyên sản xuất tủ thờ đây, rất là đẹp. Và bên trong là một chiếc sập thờ này mới là đẳng cấp các bác, chiếc này mới là chiếc đẳng cấp, đang lắp chưa xong. Ngày mai xong em sẽ giới thiệu các bác sau nhé. Nay quay sơ nhỉ đây. Chiếc này là chiếc siêu vip trên thị trường chưa có đâu nhé. Đang làm giả. Siêu vip ạ. Trên thị trường chưa phải có đâu nhé. Những nét đục tinh tế như thế nào ngày mai em cho các bác xem sau nhé. Hiện giờ đang lắp giả đây. Thợ em đang làm tiếp mấy phần nhé. Ngày mai sẽ ra đời. Em xin chân thành cảm ơn nhé. Các bác nào có nhu cầu thì xin liên hệ với cả đội ngũ Tùng Tám nhé.